Trân trọng kính mời Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn vào kính đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn.